lo co lên để cho nó ăn rồi đổi tay. Ok, được rồi. Thì mọi người thấy một cái điều ấy, trong cái bệnh tật hiện nay ấy, mà cái mà gọi là phổ thông mà rất là dễ chữa mà cũng rất là khó chữa nếu như mình không nắm được. Do đó là khi mà điều trị những cái bệnh này ấy, thì bao giờ một cái điều mà tôi vẫn nhắc nhở mọi người là gì, đó là nhịn ăn. Bởi vì chỉ có nhịn ăn buổi sáng thì mới có thể giải quyết được những cái chứng bệnh này. Trong khi đó mình kèm theo gì, mình kèm theo cái hút không khí để cho nó đẩy cái oxy vô trong cái cơ thể đầy đủ. Và qua cái chuyện đầy đủ đó thì nó mới có thể giúp cho bệnh tật của mình nó mới đẩy lùi được. Như bác đây á, là bây giờ ít nhất á, là trong một tháng phải rất là cái bằng là nghiêm chỉnh thì nó sẽ làm cho giảm ít nhất cũng 5-7 kg. Đồng thời là nhờ vậy mà cái đầu gối mình á, nó không có chịu một cái áp lực quá lớn ở trong cái cơ thể thì sẽ đỡ rất là nhiều. Riêng cái chuyện mà chưa nói tới chiều điều trị, chỉ mới có nhịn ăn nè, hút không khí nè, rồi chườm đá nè, và làm gì nè, uống nước ớt, thì nó cũng đã giải quyết được rất nhiều rồi. Thì bây giờ cái tay bắt đầu nhẹ nhàng rồi ha. Yêu ha. Rồi quay lưng lại đó. Bây giờ là vòng lại cho mọi người sướng. Ok. Rồi tay bên này quay trở lại cho nó người đã thấy chưa. Ok đó, vậy đó nè. Nói chứ cũng đang lắc lắc cái đầu gối nghe nè. Khi mà bấm cái này mà đau á, cái mọi người hốt vô, hốt một khí vô á. Chứ để nói chứ lại mình đây mình bấm mình thấy bả nó bả đã, nhưng mà trên sau đưa lên video clip á, mọi người tưởng đang bị tập đánh. Rồi mềm cái cổ ra, mềm ra, mềm ra, mềm. Rồi, bây giờ phát biểu đi. Tức là, xích này cũng không ngồi nữa. Rồi, khi mà bấm vậy là thấy cảm giác đau đớn sao mà la cái cà được nhiều như vậy, để cho mọi người biết, để không lấy tay nghe bà sợ. Nó đau la nhưng mà giờ nó khỏe lắm. Nhẹ lắm, mấy ngón chân nó nhẹ. Ôi dạ, tức là khi bấm thì nó rất đau, nó đau nhưng bây giờ thì nhẹ hết. Giờ nó giảm nghe giảng hết cái vụ đó mới rồi nha. Bây giờ có đá cho rồi, giờ mình đứng về đi đó. Bây giờ khác rồi, rồi quay lưng ra đây ha. Rồi bây giờ quay tay trở lại cho mọi người sướng đó. Ok rồi, quay tay kia ngon lành mạnh lên đó, ngon rồi, nghe nhẹ rồi ha. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-818-6688.
581-652.